em mà cứ bày vẽ. Cà phê để lâu rồi uống vẫn ngon, làm sao phải uống cà phê mới đâu chứ. Thế là anh chưa được thử cà phê em mới rang xay xong. Cà phê mới là ngon nhất luôn. Để em pha cho anh thử nhá. Thế đây em pha cái bình gì đây? Bình cold gin. Ôi anh không biết à? Em cho cà phê xong rồi còn cho cái giấy gì vào này? Giấy lọc chứ cái gì? Khi nước nó nhỏ giọt xuống, giấy nó sẽ giúp nước thấm đều vào cái bề mặt cà phê này này. Wow. Đây. Không phải lúc nãy anh không tin em là cà phê mới rang xong là ngon nhất đúng không? Mệt mà làm ớt này là tỉnh luôn đấy. Nhớ đấy, cà phê mới nhất là ngon nhất.